Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Trước ngày 5 tháng 12, câu lạc bộ Nam Định công bố tân binh Trần Nguyên Mạnh trước mùa giải 2023. Việc Nguyên Mạnh đến với Nam Định không bất ngờ. Sau khi Mạnh thông báo chia tay câu lạc bộ Viettel, anh đã bắt đầu tìm bến đỗ mới với nguyện vọng được thi đấu gần quê nhà Nghệ An. Câu lạc bộ Nam Định với nhà tài trợ mới đã không bỏ lỡ cơ hội khi khẩn trương đề nghị thủ môn này mức đãi ngộ hấp dẫn và Nguyên Mạnh đồng ý. Nguyên Mạnh sinh năm 1991, thi đấu cho Sông Lam Nghệ An từ nhỏ và có 8 mùa giải chuyên nghiệp cho đội chủ sân Vinh. Tới năm 2020, Nguyên Mạnh gia nhập câu lạc bộ Viettel, có chức vô địch V-League và ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Nhờ đó, Nguyên Mạnh có cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Anh được dự AFF Cup 2020, bắt 3 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Hiện Nguyên Mạnh là đối thủ cạnh tranh vị trí đáng gờm với Đặng Văn Lâm và Bùi Tấn Trường ở khung gỗ tuyển Việt Nam. Thi đấu ổn định ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Nguyên Mạnh xứng đáng được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Đến Nam Định, Mạnh khả năng cao sẽ được bắt chính khi thủ môn U23 Việt Nam Trần Liêm điều quá trẻ còn Đinh Xuân Việt đã lớn tuổi. Người còn lại là Hồ Văn Tú cũng không thể so với Nguyên Mạnh về kinh nghiệm trận mạc. Câu lạc bộ Nam Định hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới từ sáng ngày 5 tháng 12. Đội sẽ tiếp tục công bố các tân binh trong thời gian tới, đáng chú ý có trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo gốc Việt Alexandre Đặng. Ngoại binh chất lượng Henrio Araujo da Silva cũng có thể gia nhập đội bóng Thành Nam. Nam Định cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ một số tuyển thủ quốc gia nhưng những cầu thủ này đang bận chuẩn bị cho AFF Cup ở tuyển Việt Nam. Các hợp đồng này sẽ được công bố sau trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!